Đấy, quá đẹp luôn ha các bạn. Rất là rõ luôn. Xin chào tất cả các bạn nhé. Như các bạn đã biết là ngày mai là có nhật thực, đó là một cái sự kiện của vũ thiên nhiên vũ trụ rất là lý thú và ai cũng mong chờ để xem cái hiện tượng này. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn cái cách để xem nhật thực một cách đẹp nhất, rõ nhất và nó không hại đến mắt của các bạn, không hại đến điện thoại của các bạn luôn. Như các bạn thấy á, nếu các bạn chiếu cái điện thoại lên bầu trời các bạn xem thì nó rất là chói và nó không có rõ như thực tế đây. Mình đang chiếu lên cho các bạn xem đấy. Thì mình chia sẻ cho các bạn một cách rất là hay, tức là các bạn sẽ dùng cái chậu nước này, các bạn đổ nước vào và xung quanh các bạn nhớ che chắn lại để cho nó khỏi gió nhé. Làm sao nước nó phải yên tĩnh nhất có thể, các bạn để nước yên tĩnh nhá thì các bạn mới xem được cái mặt trời. Khi các bạn xem qua cái thau nước thì các bạn thấy mặt trời đã hiện lên khá rõ rồi đấy, nhưng mà vẫn chưa đâu nhé các bạn. Các bạn cần phải làm một bước tiếp theo, đó là các bạn dùng cái tấm này, tấm phim này, các bạn có thể sử dụng là tấm phim X quang đó, còn đây là mình sử dụng cái tấm phim để mình làm các cái bo mạch điện tử, nó vẫn tương tự như nhau thôi. Các bạn cắt một miếng nhỏ thôi và lấy khoảng 4 miếng, cắt 4 miếng nhỏ, 3 hoặc 4 hoặc 5 gì đó thì tùy các bạn nhé. Mình chỉ làm 4 thôi. Đó, mình xếp lại ngay ngắn. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy. Rồi, mình sẽ dán lên trên cái camera của cái điện thoại. Ở đây mình dán lên cái iPad. Dán 4 miếng lên. Bạn chồng 4 miếng lên nhá. Rồi, sau đó mình lấy băng keo trong. Mình dán lại. Các bạn phải miết cho thiệt kỹ nhá, đừng để cái bọt khí ở trên camera. Sau đó mình cắt gọn gàng. Rồi, bây giờ thưởng thức nhá. Quay vào chỗ nước và thưởng thức này. Cực kỳ đẹp. Đây, để mình chỉnh lại, lên nét lại một xíu. Các bạn nhớ để điện thoại chế độ đen nhá. Đấy. Đấy, quá đẹp luôn ha các bạn. Rất là rõ luôn. Đấy. Hy vọng ngày mai là các bạn xem được cái hiện tượng nhật thực một cách rõ ràng và tuyệt vời nhất. Các bạn thấy video hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé, để thực hiện thưởng thức cái hiện tượng thiên văn cực kỳ tuyệt đẹp này. Đồng thời các bạn nhớ nhấn đăng ký và bấm chuông để theo dõi những clip mà mình chia sẻ cho các bạn nhé. Mình biết cái gì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.